Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 18 đến câu 22. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai. Người nói: Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại dung mạo đích thực của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Khi Thánh Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thánh nhân cũng chỉ hiểu chữ Kitô ấy theo quan niệm thông thường của người Do Thái đương thời của Ngài. Trong sự chờ đợi của người Do Thái thời Chúa Giêsu, Đấng Kitô là vị cứu tinh của dân tộc được Thiên Chúa sai đến để tái lập nước Israel, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang và mang lại độc lập phồn vinh cho xứ sở. Chính vì quan niệm sai lầm ấy mà liền ngay sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa Giêsu loan báo cuộc tử nạn của người. Người quả là Đấng Kitô, nhưng là một Kitô chỉ thực hiện công cuộc giải phóng bằng con đường khiêm hạ và phục vụ. Các môn đệ chỉ nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu sau khi người sống lại. Trong ánh sáng phục sinh, các môn đệ hiểu rằng Chúa Giêsu chỉ thực thi sứ mạng cứu rỗi qua thập giá. Các môn đệ cũng hiểu rằng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô có nghĩa là đi theo con đường thập giá của người. Phần các con bảo thầy là ai? Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ cách đây 2000 năm, giờ đây cũng đặt ra cho từng Kitô hữu. Dĩ nhiên, câu trả lời của chúng ta không chỉ là tuyên xưng trên môi miệng, mà thiết yếu là cả cuộc sống. Qua đó, chúng ta bày tỏ dung mạo đích thực của Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Nếu danh hiệu Kitô gắn liền với thập giá, thì cuộc sống của người Kitô hữu cũng phải là cuộc sống của thập giá. Sau khi ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu, tổng trấn Phi-la-tô đưa người ra trước đám đông và tuyên bố: Này là người. Ngày nay, qua cuộc sống đi theo con đường khiêm hạ, hy sinh, từ bỏ, thập giá, các Kitô hữu cũng có thể giới thiệu với mọi người: Này là người. Này là Đấng Kitô của loài người. Lạy Chúa, xin làm cho thập giá của Chúa luôn là lẽ khôn ngoan và sức mạnh của các Kitô hữu chúng con. Amen.